Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay với ca khúc Nếu Em Được Lựa Chọn, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh và với sự trình bày của Á Quân Dạ Khúc Xưa Và Nay, Ngọc Ánh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
anh biết.